Chào tất cả các bác, hôm nay thì em sẽ giới thiệu các bác về cái dòng kéo cắt cành dạng cộng lực. Sẽ có hai cái loại kéo cộng lực để giới thiệu với các bác ở trong cái video này để các bác nhà mình tham khảo nhé. Thì rất mong các bác đã xem cái video của em, các bác kéo qua kênh của em. Các bác quan tâm yêu quý kênh cho em xin một lượt like, chuông, đăng ký kênh để đón xem được rất nhiều những cái sản phẩm hay và giá trị sẽ là rẻ nhất để gửi tới tay các bác nhà mình. Và đầu tiên thì em sẽ chi tiết về cái dòng kéo cộng lực đầu tiên. Cộng lực thì hôm nay em sẽ có hai loại nhé. Các bác mà xem video thì các bác hãy nhớ tên sản phẩm cho em, bởi vì khi mà em nhắc tới cái sản phẩm nào thì em sẽ nói lên cái tên của sản phẩm đó, là các bác hãy nhớ giúp em nhé. Đầu tiên thì sẽ là cái dòng kéo cộng lực đây. Cộng lực này là sẽ là dạng cộng lực của hàng Made in Japan các bác. Cộng lực này là nằm trong cái vỉ như này nhé. Khi các bác nhận hàng này đấy, em sẽ lấy chi tiết cho các bác nhìn xem cái cây kéo này ra sao. Em nói chi tiết qua sau, sau đó em sẽ báo giá cụ thể để các bác mình nắm bắt được nhé. Đây sẽ là cây kéo cộng lực hàng Made in Japan, lưỡi thép của SK5. Cây này sẽ gọi là cây cộng lực màu xám các bác này. Tay cầm được phun sơn màu xám nhé, được bọc một cái lớp đen ở bên ngoài để các bác nhìn mình cầm nắm rất êm tay. Cái dòng kéo này thì sẽ mở chốt bảo vệ đây ra. Các bác có công tắc đây này, các bác sẽ mở đây ra nhé. Các bác bấm vào và sẽ mở ra. Đấy. Cái cây này thì trên lưỡi kéo có chữ SK5 Made in Japan, một cái dòng thép rất chi là sắc bén của SK5, rất là bền. Được làm từ lưỡi thép của SK5 nên là nó vừa sắc bén và vừa rất chi là bền các bác nhé. Và cái lò xo này sẽ là cái lò xo bên trong nhỏ như này thôi. Nhìn nó nhỏ đây thôi nhưng mà nó rất chi là bền các bác ạ. Rất chi là bền luôn nhé. Đang nói là kéo cộng lực thì là cái dòng kéo nó rất là khỏe rồi. Khỏe gấp 10 lần so với tất cả các dòng kéo cắt cành bình thường khác. Và cái dòng kéo này bình thường em đang gửi tới các bác cái giá sẽ là 250.000 một cây. Video hôm nay sẽ giảm giá thấp nhất chỉ còn 150.000 một cây. Khi các bác áp dụng, các bác mua từ 2 cây trở lên em sẽ miễn phí ship vận chuyển các bác trên mọi miền Tổ quốc. Đấy. Các bác mua hàng muốn mua được cái giá rẻ nhất hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại của bên em nhé. Và tất nhiên các bác quan tâm và yêu quý em thì các bác hãy cho em xin một lượt like nhé để ủng hộ tinh thần cho em, giúp cho em có thêm nhiều động lực để làm rất nhiều cái video khác để gửi tới các bác nhà mình. Cũng như những cái sản phẩm chất lượng nhất, giá rẻ nhất để gửi tới các bác trải nghiệm cái sản phẩm của bên em. Chiếc kéo cộng lực SK5 này giá chỉ có 150.000, mua từ 2 cây. Em sẽ miễn phí ship vận chuyển các bác. Đấy, giá rất chi là rẻ thôi. Tiếp theo, đây là cái dòng kéo thứ hai, đó chính là cái dòng kéo cộng lực của Đức này. Đó này, dòng kéo cộng lực của Đức đây nhá. Đấy, sẽ nằm trong cái vỉ như này. Cộng lực Đức thì vẫn là dạng cộng lực cho nên là nó rất chi là khỏe các bác ạ. Nó sẽ có hai cái dạng kéo để cho các bác mình lựa chọn này. Bác nào mà thích cái mẫu kéo nào thì các bác hãy nhớ tên hoặc liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại của bên em nhé. Hoặc có thể vào Zalo để em sẽ hướng dẫn cung cấp chi tiết cụ thể cho các bác. Đây là cái kéo cộng lực hàng Made in Germany RX, hay là hàng chuẩn của Đức các bác ạ. Tay cầm này sẽ được bọc một cái lớp cao su màu vàng nhé, để các bác cầm nắm không bị trượt và sát tay. Thì cái phần tay cầm này sẽ làm tròn bầu như này để các bác nhìn mình cầm nắm rất là dễ luôn các bác nhé. Để các bác cầm nắm như này, cắt cành rất chi là dễ và chắc tay. Đấy, đây là mặt sỏ của chiếc kéo này các bác này. Với cái kéo này các bác có thể cắt cành to bằng ngón tay hoặc là to hơn nữa cũng được nhá. Nó là dạng kéo cộng lực thì nó rất chi là khỏe các bác ạ. Đây là cái phần khóa chốt, các bác sẽ mở đây ra. Đó. Thì cái này thì khác biệt hơn một chút là cái dáng của nó đã khác hoàn toàn so với kéo cộng lực hàng của Made in Japan kia rồi. Cái kéo này thì cái lò xo sẽ là lò xo bên trong các bác. Đây này, lò xo mãi bên trong này nhá, nhưng mà nó rất chi là khỏe. Giúp chiếc kéo bác cắt cành luôn luôn được nhẹ và khỏe nhá. Đấy, cái cây cộng lực này, hàng của Đức nhá. Hàng chuẩn của Đức, công nghệ Đức luôn. Thì cái cây kéo này sẽ có rất nhiều loại kéo hàng nhái, nhưng mà các bác cứ yên tâm, khi đã xem được cái video và tìm được đến cái đơn vị của em thì các bác cứ yên tâm nhá, sẽ gửi tới các bác luôn luôn là cái hàng chuẩn loại 1. Đấy, nhận hàng các bác kiểm tra hàng, test hàng thoải mái cho em. Hàng sắc bén đúng như trong video, các bác mới phải thanh toán trả tiền các bác nhá. Đấy. Dòng kéo này thì cũng sẽ là 250.000 ở các video khác, nhưng video hôm nay sẽ giảm giá chỉ còn 150.000. Khi các bác mua từ 2 cây, các bác có thể lựa chọn nhé. Mua 2 cây mỗi cây một loại như thế này, giá sẽ là 300.000, hoặc các bác mua 2 cây cùng loại cũng sẽ là giá là 300.000, sẽ miễn phí ship vận chuyển các bác trên mọi miền Tổ quốc. Đấy, một cái giá rất chi là rẻ thôi các bác. Chiếc kéo rất là chất lượng như hôm nay. Và đây sẽ là cây cộng cái cây kìm này. Kìm này giới thiệu các bác cái cây kìm, mẫu kìm này là kìm xanh to nhé. Kìm xanh to, kìm này thì các bác có thể cắt dây nhôm, tháo dây nhôm này các bác này. Đấy. Kìm này rất là sắc bén và khỏe luôn. Kìm này thì giá sẽ là 100.000, khi bác mua từ 2 cây sẽ miễn phí ship vận chuyển các bác là 200.000 thôi nhé. Bình thường giá thấp nhất sẽ là 150.000 một cây đấy các bác ạ. Đấy. Tiếp theo là cái dòng cưa. Cưa tầm này các bác mua một cây cưa sẽ tặng kèm cho các bác một cái lưỡi này, và giá rất là rẻ thôi. Chỉ có 70.000 một cây cưa này thôi các bác nhé.
Đấy, 70.000. Khi tất nhiên em báo cái giá này là giá thẻ rẻ thấp nhất rồi. Nếu các bác mà mua thì các bác sẽ phải mất tiền phí ship các bác nhé. Đấy, thì để em tặng kèm cho các bác một cái lưỡi cua như thế này để các bác thay thế đấy. 70.000 và sẽ phải mất tiền phí ship nhé. Em đã nói luôn ở đầu video như vậy bởi vì cái giá em gửi tới các bác sẽ rất chi là rẻ rồi. Tiếp theo đó là cái dòng kéo Buddy. Buddy là cái dòng thương hiệu rất chi là nổi tiếng ở trong trên cái thị trường dụng cụ làm vườn này các bác. Buddy nhé, Buddy này sẽ làm lưỡi màu đen này các bác, nằm trong một cái hộp vuông như này, đối với hàng chuẩn loại 1 nhé. Đấy. Cây này sẽ là mã số là 027 các bác, hàng Taiwan nhập khẩu nhé, made in Taiwan, hàng nhập khẩu, hàng Buddy. Buddy này sẽ là cây Buddy lưỡi đen các bác, tay cầm sẽ được là phun màu cam nhé, bên ngoài tay cầm sẽ được bọc cái lớp cao su màu đen ở các bác cầm nắm này, rất là êm tay luôn. Đấy, cái này thì khóa chốt sẽ ở trên đỉnh như này, các bác sẽ mở đây ra. Đấy, các bác sẽ mở đây ra khóa chốt bảo vệ nhé. Sẽ có chữ Buddy. Mã số là BD chính là cái thương hiệu của Buddy các bạn, viết tắt của chữ Buddy nhé, 027 hàng Taiwan. Cái lưỡi kéo này sẽ có chế độ chống trượt và lưỡi là màu đen này, một nửa là màu đen, một nửa là màu trắng thôi nhé. Chống trượt tự mài rất là sắc bén luôn. Đấy. Cái dòng kéo này thì hôm nay sẽ gửi tới các bác giá rất là rẻ thôi, chỉ có 250.000 một cây. 250.000 một cây kéo Buddy hàng cao cấp này các bác nhé. Các bác mà dùng xong những cái dòng kéo này chắc chắn các bác sẽ không muốn dùng sang dòng kéo khác đâu bởi vì nó rất chi là sắc bén và bền. Đấy, 250.000 một cây. Đấy, các bác mà yêu quý và quan tâm tới tất cả các sản phẩm tới cái đơn vị của bên em thì các bác cho em xin làm một lượt like nhé để ủng hộ tinh thần cũng như là cho em những cái lời động viên tốt nhất để em có động lực làm thêm rất nhiều cái video và những cái hàng giảm giá rẻ nhất để gửi tới các bác trải nghiệm của sản phẩm của bên em. Ngoài những sản phẩm này ra thì bên em còn cung cấp rất nhiều các sản phẩm khác nữa. Đấy, các bác quan tâm thì hãy liên hệ hoặc là có thể vào Zalo nhé khi mà muốn mua nhiều sản phẩm khác nữa. Còn một cái video ngắn thì em xin phép được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi hết video của em. Xin gửi lời chào và xin được hẹn gặp lại các bác ở những cái video ngắn tiếp theo nhé.